Hello, xin chào tất cả quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Vinh Gà Vlog. Các bạn vừa xem một vài cái hình ảnh ở đầu video thì các bạn đã thấy rồi. Hoa mẫu đơn ở mùa hè này thì nở rất là đẹp. Vậy thì chúng ta cũng nên, các bạn cũng nên có cho mình một vài cái cây hoa mẫu đơn. Vậy cái cây hoa mẫu đơn thì rất là dễ trồng, dễ chăm và lại nở trong mùa hè và cũng nở vào Tết được các bạn nhé. Trong một năm thì hoa mẫu đơn cũng nở rất là nhiều lần. Chính vậy cho nên là các bạn cũng nên chơi một vài cây hoa mẫu đơn. Hôm nay thì Vinh Gà muốn chia sẻ đến quý vị và các bạn cái video nói về cái cách dâm cành mẫu đơn. Thì ở trong những cái video trước thì cũng có một hai video Vinh Gà chia sẻ về cách dâm cành mẫu đơn rồi. Và cũng có rất nhiều các bạn chia sẻ về cách dâm cành mẫu đơn. Có người còn dâm cả lá hay là dâm cành mẫu đơn thì khi nhân giống nó thì cũng có nhiều cái cách. Thứ nhất là chiết hoặc là dâm cành các bạn nhé. Hoặc là có lúc chúng ta còn cắm cành nó cũng sống nữa. Đó là cái điều mà chia sẻ. Thế nhưng hôm nay Vinh Gà muốn chia sẻ lại cho các bạn xem một cái cách mà dâm cành mẫu đơn dễ nhất, đơn giản nhất và bạn nào cũng thể làm được và nó thành công. Ở đây thì Vinh Gà có rất là nhiều những cái bầu đã dâm thành công các bạn nhé. Đây là những cái mà Vinh Gà dâm cành thành công rồi. Và ở đây các bạn có thể thấy là rất là nhiều các bạn nhé. Vinh Gà đã dâm thành công. Vậy thì hôm nay Vinh Gà sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách dâm này. Và tại sao lại không dâm bằng những cái cành này nữa, đúng không ạ? Đây, Vinh Gà bỏ rất là nhiều, không đem cắm dâm nữa. Vinh Gà đã vừa cắt tỉa ngày hôm qua và cắt bỏ nó đi, không dâm thêm những cái cành này và cũng không chiết nữa các bạn nhé. Thế thì hôm nay thì Vinh Gà muốn là chia sẻ đến các bạn cái cách dâm đơn giản nhất và các bạn có thể đi theo Vinh Gà ra đây. Đây, các bạn nhìn thấy ở những cái cây mẫu đơn các bạn trồng thì thường thường nó hay lên những cái mầm gốc như thế này, đúng không ạ? Nó hay lên những cái mầm gốc như thế này. Các bạn vặt những cái mầm gốc như thế này cho Vinh Gà. Các bạn vặt luôn, không cần cắt các bạn nha. Ui, nó cứng quá. Đấy, các bạn vặt luôn. Đây, các bạn vặt như thế này cho Vinh Gà. Đó, vặt như thế này. Hoặc như là ở cái cây ở bên này. Đây các bạn nhé. Các bạn vặt. Đó. Các bạn vặt lấy những cái mầm như thế này. Rồi các bạn đem về. Đó các bạn nhé. À, có rất nhiều các bạn hỏi Vinh Gà là dâm cành mẫu đơn thì có cần thuốc kích dễ không? Thì Vinh Gà khẳng định với các bạn này, với cái mùa hè này, các bạn dâm bắt đầu từ tháng 2 âm lịch hàng năm cho đến tháng 11, tháng 10 âm lịch hàng năm thì các bạn không cần phải thuốc kích gì cả và cái tỷ lệ thành công rất là cao, gần như là sống 100% luôn các bạn nhé. Và Vinh Gà cũng nói luôn, có bạn thì nói là dâm bằng lá cũng sống, nhưng Vinh Gà nói thế này, cái mầm gốc ấy, cái mầm gốc của cây hoa mẫu đơn thì cái bản chất hoa khi nó lên đã không đẹp bằng các bạn chiết cành rồi, đúng không ạ? Các bạn chiết cành ở trên cành. Vậy thì khi các bạn lấy cái lá để các bạn dâm thì cái tố chất của cây mẹ, cái tố chất của cây mẹ, cái di truyền của cây mẹ sẽ rất là ít. Cho nên các bạn nên sử dụng những cái cách, thứ nhất là chiết cành ở trên cành cây là tốt nhất. Sau đó thì các bạn có thể là sử dụng những cái mầm gốc như thế này để các bạn dâm cành và không cần thuốc kích dễ gì nếu các bạn dâm đúng mùa. Và chỉ cần là trong vòng vài tháng sau các bạn đi qua nhà ai đó hoặc các bạn ra công viên ấy, đúng không ạ? Ra những cái chỗ mà nó có, các bạn chỉ cần nhặt lấy những cái nhánh nhỏ như thế này thì chắc chắn không ai nói gì cả, đúng không ạ? Không ai nói gì, từ những bạn không hề có một cây mẫu đơn là các bạn vẫn xong cũng có được những cây mẫu đơn như của Vinh Gà. Nếu bao nhiêu cây mà Vinh Gà tách ra đã có hàng trăm cây rồi, đúng không ạ? Nguyên chỗ này của Vinh Gà có cả trăm cây rồi. Nhưng mà bây giờ vườn Vinh Gà cũng không có chỗ để trồng nữa nên vẫn để bỏ dai dẳng suốt ở đây. Hôm nay thì Vinh Gà chia sẻ với các bạn cái cách dâm này để các bạn dâm các bạn nhé. Cái cách
cách dâm này thì nó rất là đơn giản các bạn nhé. À, thứ nhất là khi các bạn nhổ những cái cành này về, các bạn không phải cắt gì cả, các bạn cứ nhổ như vậy cho Vinh gà, đúng không ạ? Cứ nhổ như vậy cho Vinh gà. Sau đó thì các bạn có thể nhìn rõ vào đây này, các bạn thấy là tại sao Vinh gà lại chia sẻ với các bạn là nhổ như thế này. Các bạn nhổ như thế này ấy, là có những cái điểm này là nó đã ra rễ, nó rất là dễ ra rễ các bạn nhé. Và tỷ lệ khi các bạn dâm những cái cành như này thì nó sẽ sống 100% cho các bạn luôn. Vậy thì bây giờ Vinh gà sẽ tiến hành, nó rất là đơn giản, các bạn dùng loại đất này. Các bạn thấy này, đất là các bạn lấy đất thịt các bạn nhé, đất thịt. Đất này thì nó hơi ướt một chút nhưng nó là đất thịt. Đấy. Thì đất thịt là gì? Thì cũng nói với các bạn là đất thịt là cái đất mà nó không bị ô nhiễm, không có sỏi đá để các bạn có thể là cắn cái cành nó dễ cắn các bạn nhé. Bây giờ thì các bạn chỉ cần là tưới nước vào này. Cái này thì đấy, các bạn tưới nước vào trước cho mình cả. Tưới nước vào như vậy để cho nó mềm các bạn nhé, để nó mềm để các bạn cấy. Đấy. Khi để các bạn cấy thì Vinh Gà thường gọi cái cách này là cách là gọi là cấy mẫu đơn các bạn nhé. Cấy mẫu đơn. Rồi các bạn cắm này, các bạn xem Vinh Gà cắm này. Các bạn cắm xuống cho Vinh Gà khoảng tầm 3 đến 4 cm. Đây giống các bạn, giống các chị em đi cấy không ạ? Cái này thì chắc là các chị em làm sẽ hay hơn, thì dễ làm hơn. Nó giống y như các bạn đi cấy luôn, đi cấy lúa luôn. Đó các bạn nhá. Thì ngoài cái cách mà các bạn làm như Vinh Gà này thì các bạn có thể dâm vào bầu để sau này các bạn dễ đem chồng cũng được, đúng không ạ? Các bạn có thể dâm vào bầu để sau này các bạn dễ đem chồng cũng được. Sau khi các bạn làm như thế này thì các bạn đem để vào chỗ mát, đúng không ạ? Đem để vào một chỗ mát. Sau khoảng cỡ 1 tháng đến 1 tháng rưỡi thì các bạn có thể đem tách nó đi chồng. 1 tháng đến 1 tháng rưỡi, Vinh Gà đảm bảo các bạn là 1 tháng đến 1 tháng rưỡi ở mùa hè này sẽ có rễ và các bạn có thể tách đi chồng ở chỗ khác được. Và các bạn muốn trồng vào chậu thì các bạn sẽ trồng vào chậu, tách ra trồng cây nhỏ vào chậu. Còn nếu mà các bạn dâm vào bầu thì các bạn có thể để một vài tháng cho nó cao cây lên, các bạn đem trồng vẫn cứ được các bạn nhé. Bây giờ thì Vinh Gà sẽ chờ đợi cho các bạn xem cái kết quả Vinh Gà dâm cái những cái cành này như thế nào. Đây là cái kết quả của cái cành dâm Vinh Gà đã dâm các bạn nhé. Bây giờ Vinh Gà sẽ cho các bạn xem cái kết quả ra rễ của nó, và hôm nay là đã được 1 tháng rồi. Đây các bạn này, trong các cái cành dâm thì nó chết mất một cành đấy các bạn này. Đó, các bạn thấy là nó chết mất một nhánh đây các bạn nhé. Ở đây Vinh Gà sẽ lấy cái cây cao nhất này cho các bạn xem. Moi cái cây cao nhất này cho các bạn xem, cho các bạn xem rễ của nó. Đây các bạn nhé, đây là cái cây chỉ sau 1 tháng thì cái rễ nó đã ra này. Thì các bạn có thể nhìn là cái đoạn mà chúng ta ngắt ở gốc nó ra thì nó ra rễ ngay đây như thế này. Thì các bạn trồng nó sẽ rất dễ là thành công, khi các bạn trồng nó rất dễ là thành công các bạn nhé. Làm đây các bạn thấy không? Đó, đây là cái cách chia sẻ của Vinh Gà. Chúc quý vị và các bạn, nếu các bạn nào muốn dâm cành mẫu đơn, các bạn làm rất là đơn giản mà dễ thành công các bạn nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video sắp tới của Vinh Gà. Chúc quý vị và các bạn một ngày vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn cũng như là thành công trong công việc.